bình ổn giá vàng, cháy nhà ra mặt chuột, Thủ tướng đã lộ nguyên hình. Gần đây trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đã chia sẻ rằng ở các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, nhiều chủ tiệm vàng đã âm thầm đóng cửa bởi các tin đồn nhà nước đang triển khai chiến dịch đánh tư sản và tịch thu vàng. Chuyện đánh tư sản và tịch thu vàng của tư nhân là những ký ức kinh hoàng của người dân miền Nam sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Khi ấy, những người kinh doanh buôn bán hay giới nhà giàu đã bị chính quyền tịch thu tài sản rồi sau đó bị đẩy đi các khu kinh tế mới. Bản tin về việc Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ nhiều vàng trang sức không rõ nguồn gốc. Tờ báo Việt Nam Express Online vào ngày 20 tháng 4 đưa tin Thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ nhiều vàng trang sức không rõ nguồn gốc. Bản tin cho biết Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với lực lượng công an vào ngày 19 tháng 4 đã kiểm tra nhiều cửa hàng kinh doanh vàng và phát hiện có dấu hiệu vi phạm về nguồn gốc xuất xứ, tạm giữ nhiều vàng trang sức vi phạm trị giá gần nửa tỷ đồng. Chỉ riêng tại Thủ Đức, nhiều điểm kinh doanh vàng trang sức đã sai phạm khi không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ và nhãn hàng theo quy định. Toàn bộ số nhẫn, dây chuyền, lắc đeo tay, mặt dây chuyền vi phạm bị xử lý có tổng cộng giá trị 233,9 triệu đồng. Trước đó vào ngày 20 tháng 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký một công điện yêu cầu tăng cường các biện pháp quản lý thị trường vàng và bình ổn giá thị trường vàng khi giá vàng trên thế giới và trong nước tăng nhanh do những biến động lớn trên toàn cầu. Theo tờ báo Tuổi Trẻ, lo sợ bị kiểm tra, nhiều tiệm vàng ở Thành phố Hồ Chí Minh đã dùng chiêu cửa đóng then cài để qua mặt cơ quan chức năng. Nhiều cửa hàng chỉ để một nhân viên túc trực bên ngoài và từ chối khi khách muốn mua bán vàng, nhưng lại có bảng ghi số điện thoại để khách liên hệ khi cần. Nếu cần giao dịch ngầm và rõ ràng, chính quyền đã có biểu hiện đang chuẩn bị dọn đường cho việc kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng bạc đá quý. Điều đó khiến cho công luận lo lắng khi liên hệ đến những tuyên bố trước đây của các lãnh đạo Việt Nam rằng vàng ở trong dân còn nhiều lắm. Một cửa hàng vàng ở Hà Nội. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến phản đối kế hoạch trên, đồng thời cho rằng cuộc khủng hoảng ngân hàng do băng đảng của bà Trương Mỹ Lan gây ra buộc ngân hàng nhà nước phải bơm tới 24 tỷ đô la để cấp cứu cho ngân hàng tư nhân SCB. Để bù lỗ, nhà nước đang có chiến dịch đánh tư bản, nhắm vào các tiệm vàng, tịch thu vàng không rõ nguồn gốc để mà bù lỗ. Facebook Nguyễn Chánh thì nhận xét, nhà nước đẩy giá vàng lên để dân đổ xô đi bán, xong rồi lại mở chiến dịch kiểm tra hóa đơn của tiệm vàng. Thật đúng là cách huy động vàng trong dân nhanh mà không tốn nhiều chất xám. Nhà báo Việt Linh thì bất bình và viết trên trang Facebook rằng lại muốn quản lý theo thời bao cấp hay là một kiểu ăn cướp mới đây. Rồi đây họ sẽ ùa nhà mọi người, lục tung vào hỏi gia chủ, vàng này chứng cứ hóa đơn đầu. Khai thác vàng trong tiệm xong cũng khai thác tiếp trong dân thôi, lòng tham của tụi nó thuộc dạng vô đối. Truyền thông nhà nước cho biết lực lượng quản lý thị trường phối hợp với công an tiến hành kiểm tra đồng loạt nhiều tiệm vàng và thẳng tay tịch thu các trang sức vàng, bạc bị cho là có dấu hiệu vi phạm về nguồn gốc xuất xứ và không có hóa đơn, chứng tử. Trao đổi phóng viên Thời báo.d, một giảng viên Đại học Kinh tế từ Sài Gòn nêu ý kiến, nhà nước không thể ổn định qua việc can thiệp vào giá vàng. Theo đó, trong nền kinh tế thị trường, việc ổn định giá vàng không nên xem là mục tiêu của chính sách tiền tệ và kinh tế vĩ mô khác. Việc tăng giá, xuống giá của vàng là do thị trường tự điều tiết theo quy luật. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Vị giảng viên này cũng bày tỏ sự thất vọng với giới lãnh đạo Việt Nam, đặc biệt là Thủ tướng Phạm Minh Chính, người thường xuyên đề nghị Hoa Kỳ và các nước phương Tây công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Việt Nam là quốc gia bị Mỹ đưa vào danh sách nền kinh tế phi thị trường. Từ trước đến nay, Việt Nam liên tục bị bất lợi trong các vụ kiện chống bán phá giá tại Hoa Kỳ. Đồng thời, việc nhận danh nền kinh tế phi thị trường cũng được Mỹ áp dụng đối với Trung Quốc, Nga và một số nước khác với lý do là có sự can thiệp mạnh mẽ của nhà nước vào nền kinh tế. Nói rõ hơn, những quốc gia có nền chính trị độc đoán như Việt Nam không tuân thủ nghiêm ngặt, đúng và đủ khái niệm kinh tế thị trường thì lập tức sẽ bị đưa vào danh sách nền kinh tế phi thị trường. Trong khi câu chuyện nhà nước can thiệp vào thị trường vàng
là một bằng chứng không thể chối cãi. Quý vị và các bạn có theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp hôm nay của Thời báo .d với bản tin Bình ổn giá vàng, cháy nhà, ra mặt chuột, Thủ tướng đã lộ nguyên hình. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Tô Đại có chấp nhận để Bắc Kinh giải vây cho Huệ Vương hay không? Theo giới quan sát, trong và sau chuyến thăm Bắc Kinh của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ Công an của Tô Lâm đã cương quyết mở rộng các vụ án liên quan đến phe Nghệ An với phương châm bắt nữa, bắt mãi, để ép Huệ Vương phải ra đi. Tuy nhiên, theo giới thạo tin, ông Huệ và phe Nghệ An không chịu thúc thủ nhanh chóng như đồn đoán, mà đang tìm cách câu giờ, chờ ban lãnh đạo Trung Nam Hải can thiệp. Cụ thể, theo giới thạo tin, Huệ Vương đã giả bệnh cấp cứu ở Bệnh viện Quân đội Trung ương 108 với hy vọng Bắc Kinh sẽ gây áp lực để ép ban lãnh đạo Hà Nội và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phải thay đổi quan điểm đối với việc xử lý ông Vương Đình Huệ. Đài Tiếng Nói Việt Nam loan tin về việc đón tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc sang Việt Nam. Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV vào ngày 19 tháng 4 đã loan tin Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc. Bản tin cho biết chiều ngày 19 tháng 4, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã hội đàm với bà Hạ Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc. Trong khi đó, cùng ngày, báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam đăng trang trọng trên trang nhất bản tin. Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh. Bản tin cho biết ông Phan Đình Trạc hoan nghênh chuyến thăm của đoàn đại biểu Bộ Tư pháp Trung Quốc đến Việt Nam với mục tiêu kịp thời cụ thể hóa nhận thức chung giữa hai tổng bí thư của hai đảng trong tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra vào năm 2022 và năm 2023. Đáng chú ý, trên mạng xã hội có những bình luận cho rằng Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh đến Việt Nam được Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đón. Nhưng tin tức về việc Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam Lê Thành Long đón tiếp và làm việc với người đồng cấp được truyền thông nhà nước đưa tin hết sức mờ nhạt. Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc. Trên trang mạng xã hội và các diễn đàn chính trị của người Việt Nam, theo dõi giới quan sát đang bàn tán về sự xáo trộn tại chính trường của Việt Nam trong thời gian gần đây với nhiều dấu hiệu cho thấy sự rối ren và bất ổn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào và mức độ khủng hoảng đang ngày càng thêm trầm trọng. Sau khi ông Võ Văn Thưởng bất ngờ bị hạ bệ đã rộ lên những đồn đoán cho rằng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ là trụ thứ hai sẽ bị trảm tiếp. Đó cũng là lý do công luận cho rằng Bộ trưởng Bộ Tư pháp Trung Quốc Hạ Vinh đến Việt Nam lần này là với sứ mệnh dàn xếp hòa giải hay làm sứ mạng gì đó vẫn chưa rõ. Đó cũng là lý do vì sao trước chuyến thăm chính thức Trung Quốc dài ngày của Vương Đình Huệ vừa qua, nhiều ý kiến khẳng định rằng Huệ Vương chầu kiến Thiên Triều, Bắc Kinh để mà nhờ sự can thiệp từ phương Bắc. Chuyến đi này của ông Huệ tương tự chuyến thăm Bắc Kinh trước Đại hội 12 của cựu Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng từ ngày 23 đến 27 tháng 12 năm 2015, đã đảo lộn toàn bộ tình thế của cuộc đấu quyền lực một mất một còn giữa hai đối thủ chính trị hàng đầu là cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Việc Trung Nam Hải cử một nữ Bộ trưởng Bộ Tư pháp sang thăm Việt Nam trong thời điểm căng thẳng hiện nay rõ ràng cho thấy quyết tâm ủng hộ Vương Đình Huệ ngồi vào ghế Tổng Bí thư khi tranh đua với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại thời điểm này chỉ là 50 trên 50. Ban lãnh đạo Trung Quốc chưa dứt khoát bỏ phiếu chọn ai hay chọn phe nào. Những điều vừa kể trên chứng minh rằng Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay luôn chịu sự chi phối trực tiếp từ Bắc Kinh trong các vấn đề về nhân sự cấp cao. Nhân sự kế nhiệm được chiếc ghế Tổng Bí thư trong Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 14 tới đây, chắc chắn ban lãnh đạo Trung Quốc đóng vai trò quyết định không hề nhỏ. Câu hỏi đặt ra là ban lãnh đạo Trung Quốc có giải vây được cho Vương Đình Huệ hay không? Từ lâu, Bắc Kinh đã chuẩn bị một kế hoạch thay thế Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng một nhân vật thân Trung Quốc hơn.
thậm chí có bàn tay sắt máu hơn trong việc duy trì chế độ công an trị độc đoán của nhà nước Việt Nam là điều có thật. Cũng xin nhắc lại, trước đây chưa lâu đã có tin tức dò dỉ cho biết Tập Cận Bình và ban lãnh đạo Trung Nam Hải đã có kế hoạch đưa Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm lên để kế nhiệm chức Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội Đảng lần thứ 14 sẽ diễn ra sắp tới. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến vẫn khẳng định sau chuyến đi cầu viện Thiên Triều của Vương Đình Huệ có khả năng Trung Nam Hải sẽ từ bỏ ý định giúp Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư. Và chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Tô Lâm có chấp nhận để Bắc Kinh giải vây cho Vương Đình Huệ hay không? Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo chấm